Cách người nước ngoài mời cơm khách. Chúng ta ăn thôi. Anh ăn hết rồi à? Em vẫn còn này. Anh lấy phần của em nhá. Không. Ai ăn phần của người đó? Cách người Việt Nam mời cơm khách. Wow, nhiều món ăn quá. Mời cả nhà. Mời cho cháu thưởng thức ạ. Anh này, mẹ em là hiếu khách lắm đấy. Anh mà không ăn là mẹ em giận đấy nhá. Nhiều vừa cung nào. Ăn đi cháu. Nhiều à, trông cháu hơi bị gầy đấy. Ăn cơm ở Việt Nam rất là vui thật. Anh đi chợ thế người ta cứ nói là xịn này, lít này, củ này, chai này, cành nữa, nghe lạ thế. À, đấy là cách tính tiền đi chợ của người Việt Nam đấy. Một xịn là 10.000, một cành 1 lít, một chai là 100.000 và một củ là 1 triệu. Anh hiểu rồi, sáng tạo ghê nha. Mà em có công việc này muốn dành cho anh này, 10 phút kiếm 5 củ nhá. Em lừa anh à? Em lừa anh làm cái gì? Em hứa uy tín luôn đấy. Hello, it's me. Ai ơi mà. À, hết 10 phút rồi. 5 củ có ai đâu? 5 củ nào đấy, anh lấy đi. Nani? Hóa ra là củ như này á. Chứ còn sao nữa. Thôi, không sao, em xin lỗi được chưa? Bây giờ em sẽ làm ba chỉ cuộn khoai tây cho anh nhá. Yeah. Ừ, thế làm thôi. Đây, thịt ba chỉ cuộn khoai tây của anh đây, anh ăn đi. Ok nha. Xin mời. Ăn nè. Đây là đồ ăn vặt, đi xem phim. Tao đến đây không là làm cướp, chỉ là bố là mẹ của chúng mày. Gọi điện thoại cho người thân, bảo chuyển tiền vào tài khoản của mày. Nhưng mà em làm gì có tiền? Không có tiền, tao tìm hiểu hết ra phải là mày rồi. Toàn lũ dầu ngầm, cũng có mà văn bảo. Người điện thoại này rồi. Sao danh bạ lại chống không thế nào? Xui cho anh là em vừa mới thay cái điện thoại mới, chưa lắp sim vào nên danh bạ chống trơn anh ạ. Sao rồi? Em có tiền đây rồi. Người yêu 2,5. Sao mà lắm người yêu thế này? Anh cứ lướt xuống dưới nữa đi. À, anh trai mù, tạm tha cho mày. Còn cái ông Tây này. Làm gì để mình có tiền? Nhà mình ấy, bà đời, chùa thôi. Anh chùa, sang Việt Nam cũng tiếp thu nhanh phết nhỉ? Biết lưu số bố là ông già đấy này. Để im gọi xem nào. Tổng đài đặt hàng của ông già Ika xin nghe. Quý khách muốn mua sản phẩm gì ạ? Cái gì? Alo, anh đây. Em chia tay với anh á? Tại sao? Ơ, này! Này! Em chia tay người yêu à? Thôi không sao, anh ăn đi. Người ta bảo là cách hàn gắn trái tim tốt nhất ấy, là đi qua đường đạn dày đấy. Có hàn gì thì tôi đã có bạn bè. Cho anh xin. Anh nghèo lắm em à. Anh chỉ có đậu phụ này thôi. Cũng đúng. Thôi, em cho anh khất đấy. Mai mà mình giàu kỹ nhỉ. Ôi,
ai cả, thoải mái trổ tài thôi. Em ơi, nhà có chó không? Em đang ăn khay gây. Này, bà chân thu vị chắc chắn chẳng tay hình quý đi. Bà tao tươi là cái gì? Không biết à, đó là một món ăn rau củ hầm trên tỉnh Đông quê Pháp ấy. Anh chuẩn đi Pháp bao giờ? Anh sẽ cho em đi Pháp luôn. Pháp vâng. Bon appétit, mademoiselle. Món ăn đồng quê Pháp đấy á. Chuẩn bị Pháp ấy. Pháp vân. Ồ, em nhìn cái ao hồ lô là hay chưa này. Bây giờ mình làm thử nha. Nhìn cũng được đấy, nhưng mà tủ lạnh nhà mình hết đồ rồi còn đâu. À, em biết rồi. Chúng mình sẽ làm kẹo hồ lô phong cách Vetula. Kẹo hồ lô ở nước nào vậy? Kẹo này chỉ có Việt Nam mới có thôi. Phong cách này ngon quá trời. Cái mùa ba chỉ hun khói ngon vậy đâu ấy. Thịt ba chỉ hun khói của ông già Ika anh có thể mua trên Shopee và Lazada nhé. Cảm ơn em. Chuyện em là